kể chuyện một nhà phát minh nho nhỏ. Tóm tắt nội dung từng tranh. Tranh 1, Maria phát hiện ra hiện tượng kỳ lạ. Tranh 2, Maria tò mò lẻn ra khỏi phòng khách để làm thí nghiệm. Tranh 3, Maria làm thí nghiệm với đống bát đĩa. Anh trai xuất hiện và trêu em. Tranh 4, Maria và anh trai tranh luận về điều cô bé phát hiện. Tranh 5, người cha ôn tồn giải thích cho hai con. Nội dung toàn bộ câu chuyện. Maria là một cô bé rất thích quan sát. Một hôm, trong phòng khách, cô bé nhận thấy mỗi lần gia nhân bưng trà lên, bát đựng trà thoạt đầu rất dễ trượt trong đĩa. Nhưng khi nước trà rớt ra đĩa, thì dù tay của gia nhân có run rẩy tới mức nào đi nữa, chiếc đĩa có bị nghiêng đi nhiều hơn nữa thì bát nước trà vẫn như dính trên đĩa, không hề di chuyển. Cái đĩa và cái bát đựng trà đã hấp dẫn cô bé. Thế là vì sao nhỉ? Mình nhất định phải tìm hiểu rõ. Maria nghĩ vậy, rồi lẻn ra khỏi phòng khách, bắt đầu làm thí nghiệm. Không thấy Maria đâu, anh trai của cô bé bèn chạy đi tìm. Rồi khi đi ngang qua nhà bếp, cậu bỗng nhìn thấy Maria đang làm gì đó với đống bát đĩa trên bàn ăn. Bèn trêu em. Em không muốn làm nhà khoa học nữa, định làm bà chủ gia đình hả? Đâu có, em phát hiện ra một điều bí mật. Chỉ cần giữa chiếc bát đựng nước trà và chiếc đĩa có một chút nước, thì bát đựng nước trà không bị trượt nữa. Maria nói với vẻ đầy tự hào về thành quả nghiên cứu của mình. Làm gì có chuyện đó? Anh không tin. Sau khi nước rớt ra thì nước lại càng dễ trượt. Lần trước mẹ lau nhà xong, anh suýt trượt ngã mà. Không tin thì anh hãy thử mà xem. Cậu anh bèn cầm chiếc bát, chiếc đĩa lên để thử. Kết quả đúng như Maria nói. Hai anh em đang tranh luận, bàn tán thì cha đến. Cả hai cùng hỏi cha về hiện tượng kỳ lạ này. Người cha ôn tồn bảo. Đó là vì có lực ma sát. Các con lớn lên thì sẽ biết thôi mà. Ý nghĩa của câu chuyện trên muốn nói là, nếu chịu khó tìm hiểu thế giới xung quanh, ta sẽ phát hiện ra nhiều điều lý thú và bổ ích. Câu chuyện đến đây đã hết. Chúc các em nghe kể chuyện vui vẻ. Các em nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những câu chuyện sớm nhất nha.